Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho gần 1.000 giáo viên học sinh của nhà trường. Giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được cung cấp nhiều thông tin bổ ích về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp phòng chống bạo lực học đường, vai trò trách nhiệm của nhà trường và học sinh trong phòng chống bạo lực học đường. Học sinh cũng được trang bị các kỹ năng phòng tránh bạo lực khi tham gia mạng xã hội.